Vâng, xin chào tất cả các bạn và các em mà đến với bài học hôm nay nha. Bài tập hôm nay thì mình giới thiệu với bạn liên quan đến số đường tiền cận của đồ thị hàm số. Bài tập cho bạn biểu thị của hàm số y bằng fx trừ vô cùng cộng vô cùng tại một là y phẩy và y là không sẽ được hai nên trừ hai người đồ thị là đi xuống đi xuống đi lên. Như vậy là để tìm tiền cận ngang của thị hàm số thì ta xem từ giới hạn của y khi dẫn tới trừ vô cùng và dẫn tới cộng vô cùng là bằng bao nhiêu nhé. Nếu nó bằng hàm số thì y bằng hàm số chính là tiền cận ngang. Ta xem như bài tiên là khi x dẫn tới cộng vô cùng thì giả thể y lên tới 5 thì y bằng 5 là tiền cận ngang, thì là nghĩa nhé. Giới hạn của y x dẫn tới trừ vô cùng là bằng 3 này. Cho nên y bằng 3 chính là tiền cận ngang. Giới hạn của y khi dâng tới 1 cộng, tức là dâng về 1 một phía bên phải của 1 thì thấy kết quả y là dâng tới cộng vô cùng. Dâng tới 1 trừ, tức là bên trái của 1 và nhỏ 1. Như vậy là y dâng tới trừ vô cùng. Như đó giữa hai kết quả giới hạn này thì sẽ có x bằng 1 là tiền cận đứng. Chỉ cần một trong hai giới hạn này nhé, thì suy ra được x bằng 1 là tiền cận đứng của giới hạn số. Như vậy ta có hai tiền cận ngang và một tiền cận đứng. Như vậy tổng số tiền cận của thị hàm số là 3. Vậy bài này là bạn là 3 nhé. Trong quá trình mà xem mà có chỗ nào thắc mắc hiện thì các bạn comment hỏi ở ngay dưới video nhé. Facebook của thầy là Nguyễn Đăng Tuấn nhé. Các bạn có thể search trên mạng. Hiện tại được theo dõi Facebook của thầy thì khoảng 10.000 mấy chục. Các bạn có thể xem. Và page của thầy là dạy học bằng chấm đen. Các bạn có thể vào để xem trên. Đây là kênh của thầy nhé. Các bạn thì đăng ký và xem rất nhiều video liên quan đến nội dung lớp 10 12 nhé.